cho tôi hỏi nha. Dạ. Biết quán tử kho heo nó được thế lắm à. À, giờ dành cho mình thế đâu có quán nào tôi kho heo. Ở đó là có quán mẹ kho. Mẹ kho đó. Chỉ mình nhớ bạn mãi là kho heo. Lái xe vào đó đừng có mau đi chú. Dạ, dạ. Đi chú. Dạ, được rồi, ba lên xe đi nha. Chú bà tới quán mẹ thò rồi đó. Chú à, đợi xe cách xa quá, xa chút chú. Dạ, dạ. Tôi đi bộ lại đó cũng được. Chú đeo xe đó chờ tôi không? Dạ. Ở đây có chút mấy thăm chút này. Dạ, dạ. Chú có biết ở trong cái quán nó có cô nào tên tên là của hai mẹ tiền bé Mỹ Lệ không? Mỹ Lệ hả? Dạ, dạ biết chứ. Cô đó là cô tiền. Cô có đẹp không? Dạ, đẹp lắm. Đẹp ở tôi luôn chú. Dạ, dạ. Ở bà, hơn bà nhiều. Chưa mà tôi nghe ta nói lúc này là cũng gặp ông Thắng Hồng Thắng gì ở miền Tân Định á, cái ông đó thì trời ơi cái mũi chưa đủ tiền xăng nhớ nữa, tiền đâu mà để mua vợ của con. Rồi gặp cái bà này nói ghen quá đủ là ghen. Bà ơi, bà chết bất tử rồi, chết không có đền nhân mạng của bà. Chú ơi, tôi sống làm sao thì ông phán nhà tôi nói dối với tôi đầy leo trốn đi theo. Tôi nhớ lại người vợ chồng tôi trong lúc đi còn nghèo. Mỗi buổi sáng tôi phải nhịn đói để mua từng gói xôi cho ông ăn để ông đi làm việc. Ông cứ quay rằng mình ơi, trong cảnh nghèo tôi mới hiểu được lòng của mình. Vậy mà bây giờ ông có tiền, ông bay đánh mèo chuột khi nọ kia thật là vô cùng bá kêu. Chú ơi, bà chỉ không biết nhiều chuột lắm, nên nắm đi tiền để kiếm được khác tôi không tức. Chú nghĩ tôi đàng hoàng cho ông. Bà ơi, đàn ông bây giờ nó lạ lùng không nói nổi với bà. Đâu có bài tại bà không biết chịu đủ, cho nên ông mới lên thành chê thôi. Nhưng xin lỗi nha, tại bà không có biết tâm ấy ở đời. Bà nhìn bà, quần áo lôi thôi, tóc tai đã dựng, mặt không dùng thân thôi, chẳng hạn hóa số. Bà ơi, chồng không tiết kiệm chi cho người đàn bà được đàn ông mến chuộng thì ít nữa cái duyên dáng của tôi một chút. Chuyện này bà bèo nhèo vui vui thì đàn ông thế nào mê được mà mê. Em đi lễ dữ không? Chừng này mới qua tới chắc bị bà nói giờ không cho đi chứ gì. Mà nói giò em làm với tôi là con vịt con gà dễ nói giò lắm. Chuyện ghét quá là vậy tôi. Chứ sao chuyện này mới qua làm cho tôi chờ muốn chết chứ. Em không biết con mụ già nó đập địa quá trời. Anh đã vừa tắm lửa xong nghe gì tính hoàng trong sợ em ngồi chờ. Bà nhẹ rủ anh đi coi nắng bóc. Anh giấu tự bà kêu nó lồi. Chờ khi đèn tắt tối ra cùng, anh là lén lén lúc lùi nó một lần. Em thấy anh tài không em? Tài quá, tài sao được. Không, tới giờ đóng cửa tiệm rồi. Qua với em xuống nhà bè. Bữa nay đến trễ, em giận quá. Mà giận cái gì? Mỗi chút mỗi giận. Trời đất quỷ thần ơi, ai coi kìa, ai coi ông chồng của tôi, ông nói chung tình hợp lại đi cứu mèo. Ông vừa gặp tay, một cô nhỏ nhỏ không biết là muốn ai. Cái mùi nó chung chung, trớt nghi trớt mặt quần tóc tóc chồng bó. Mắt thương đáng tròn, mê con quỷ cho ông. Đời 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 có kiện bà
muốn ba hồn chín vía bà mau mau tỉnh lại đi lên xe hơi đừng nghỉ đường. Kìa kìa xe của ông già cô kia đi xa trong đám đám bụi hồng. Bà ơi quan chết đã bà, đi bắt ghen gì mà chưa bắt được ai thì đã xỉu ngon xỉu xuống hai ba lần. Trong nỗi này thì tôi có nước chảo bài vô nhà thương thúy Sài Gòn để nhờ mấy cô y tá với họ tìm chạy chạy khỏe cho bà. Ghen đi ghen là ghen lùn, chưa bắt được chồng thì đã chạy xe. Vì tôi đã tham gia vụ mấy quầy xe, tôi lo chở bà về cho. Bà vô nhà thương. Trời ơi, tôi biết bà đi chở tôi đi nhà thương. Dạ. Chở nhà đèn không? Dạ. Hả? Dạ. Trời ơi, xe taxi xe nó hồ vậy? Dạ, dạ, nhà bè. Ở dưới này gió mát quá. Gió thì mát thiệt, nhưng sang ghế trong người em nóng nảy quá anh à. Coi, sao lạ vậy em? Hình như ai thương của mình à. Tại em hay sợ, chứ anh thấy có ai đâu. Anh đang vui vẻ quá mà nghe em nói anh cũng lơ ngơ rồi. Đâu, anh chỉ đằng xa thôi. Tin là có đèn xe hơi qua chạy tới nha. Xe taxi chở người ta đi tới mát giờ này thiếu gì. Chớ nghĩ suy anh ta là con tự lòng. Cứ vui lên trong giả em đừng buồn sầu. Anh nồng nàn em thanh chân năm ngày đừng em cứ âu lo. Em thấy đêm nay trong lòng của em không yên. Trái tim em nó đạp trong này một phen. Nhưng đừng lo dẫu trên đầu anh ở xin chở em. Chú ơi, phải con có ngựa tôi ngồi xuống đây này. Dạ dạ phải ạ. Đó đó. Đúng rồi ạ. À. Giữa bóng cây ấy chiếc trăng vàng đổi quả tim của tiếng của chàng đắng xê. Trời đất ơi, như vậy tôi sống sao nổi hả? Tính nước này chú ở tôi thăm thơ, chú tội nghiệp tôi nên tôi thở thăm thơ đi chứ. Coi 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 coi, bà, sao có bà? Sao trơn á? Hơi mệt chứ. Điều này là không xong rồi, dạ xin lỗi, bà làm ơn trả tiền xe gấp tôi về. Lạ lắm rồi tiền tôi chắc. Tôi neo xe của chú à, chừng nào cũng hết neo thì đánh tiền chủ chú, hiểu không? Khi dễ rồi hả? Chú khi dễ thì có tiền trả chứ ha. Dạ, khi dễ bà. Mà không có nhân, không có gì, tương với trời á. Bây giờ tôi biểu chú à, chú hãy cho tôi mượn vài sợi dây. Tôi nói nó rồi, thì chú đinh liền lên xe. Về tới nhà tôi sợ mất chuông đi tôi. Ông bảo được chú với tôi dựng vào một chuyện gì hết à. Tôi có ghen ai đâu mà bắt tôi làm thầm bậy ở tù. Xương ai nuôi vợ con cho chú cãi nữa ha. Cãi nữa hả? Cãi nữa ha. Dạ dạ. La cho khoan nha. Ba. Cãi, cãi. Đó, dây nó bỏ lết cho ta đi quên đó. Đó, không giết ai đâu thì giết đi trời. Trời ơi trời. Yeah, hai người ngồi nhìn người ta nói chuyện có mùi quá ha. Trời ơi, thầy cho chúng mày biết thôi. Mình chết bất tử ai nuôi sách nhỏ.
Trời ơi, nếu biết có sự như vậy thì tôi đâu có yêu chi cho khổ, yêu làm chi cho đó nợ đâu. Cưng tình lại cưng, còn sắp lại mình. Chuyện đâu còn có đâu, cho chết một lần hai mạng thì nó nỡ đâu vô cho đủ mà vô. Mình nói lại tình bóng, tôi biết hết rồi. Bác sĩ nhờ chú mình làm mà vợ vợ tôi chết ở nhà thầy. Ráng tiếp giúp tôi chú. Tôi cảm ơn chú lắm, nghe chú nói. Mẹ mẹ, ông hát. Trời ơi, ông đâu rồi? Ông đâu rồi? Trời ơi, ông nói chợ cho cô mặt quần ông tôi đi mất. Còn thấy ma này, ông không có gì trên mà ông giao lại cho tôi. Bà ơi, bà hai tỉnh lại giúp bà. Bà ơi, xe tôi xăng hết cái trọi hết trơn, bà làm ơn dùm, thôi, bà lội bộ đi. Lần sau nếu bà đi bắt ghen nha, thì tôi biết bà nhớ kiếm xe thổ mộ mà. Đừng bảo hại lấy chú taxi, người ta lo đi kiếm con, về lúc vợ con, bà kéo theo, làm gì có bèn tôi phải vào tù. Hồi chiều bà nói với tôi là bà neo, rồi bây giờ xăng nhớ thì càng queo hết rồi. Vậy thì 300 năm bà đã dùng tôi rồi, tôi kêu khổ mộ đó tôi bà về. Má con có người. Ơi. Má nó làm gì với phép đó? Lên đây tôi nói chuyện này cho nghe đây nè. Còn có mấy ngày nữa tới ngày gả con cốt rồi. Má nó tính với tôi con phải mờ ai đây chứ. Thì bà con lớn sớm thân thích mình mờ hết. Chứ không lẽ người vợ có sao được? Trời ơi, mình tính vậy thì chết rồi. Sao chết? Mời khách thì mình phải quay giò quay căng. Chứ gặp ai cũng mời, gặp ai cũng mời. Đúng nhầm cái thứ nó tới nó giọng cho no rồi nó cũng đích đi về. Không phải tôi với mình lỗ nạn không chứ. Thì bây giờ mình tính sao? Mình tính chứ tôi là đàn bà mà tôi biết tính cái gì đâu. Tính rồi, tính kỹ lắm. Tính quá xa, tính là mình mời mấy người cao mất mạnh với mấy ông mấy bà ăn chay rồi họ ăn không bao nhiêu, còn mấy cha lực bạc vừa nhai vừa gấp vừa sóc vừa tá đỡ gác quá chèo ghe mình đừng nhớ tới nghe. Má con có ơi, tôi đã dọn đi đầu trên xuống dưới, tuổi có tiền chẳng được bao nhiêu, tôi so hơn tính thiệt đủ tiền nghĩ nát ốc mới tìm ra kiếm mình nơi dí dầu nhà dọn cột. Bà con đông quá sợ nhiều mời mấy đứa lắm kéo nhau nó tới nó ăn sạch mình ơi cái tuổi nó lâu nó ăn đừng nói ai xa chứ nói nào cũng sốt mình đó mà. Ví dụ như tụi thằng hội, thằng mẹo, thằng âm, thằng mệt, nó đi dễ cho con mình giỏi lắm là hai chục chứ bao nhiêu. Thì nội cho nó qua đây nó uống đào, rượu chứ không uống ăn đầu. Thì tính sơ khi sơ, cũng bị dính đầu ai cắt. Chuyện gì vậy thế má? Thì tính chuyện đám cưới cho con chứ chuyện gì?
cha mà tính giỏi dữ à. Tiếp bữa bà ba lên đàn trai lại đây không có cơ thương hiểu ráo được. Ờ ha, bữa đó tại không có la rai ma sợ. Bởi vậy cho nên tôi lỡ là nhờ mình bóp lại đó. Quá, tiếc con mới lỡ chuyện gì. Chạy má, là chị bên chồng của con á, có về đâu, con bị sức chung. Chót chém, không thầu tôi bắt ai vậy bây giờ? Chị là bắt ai mà?
tôi thử bàn tay của tôi. Thank you.
cũng chỉ cái lẽ bất an của gia đình nên tôi có đến nhờ thầy bạn quay cho một quẻ bác môn ưng yêu quẻ ngọc vàng những số tôi thấy tuyệt mạng năm nay chỉ sanh nhầm cái ngày kim lôi ra yeah.
Người vào trước, tôi cố càng cho ông dám vô sâu, bà chịu không? Dạ chịu, bác sư có cách nào? Vậy trước hết là bà phải nói cho thật, bà có khen hay không đáng? Ủa, tại sao bác sư lại hỏi lạ vậy chứ? Muốn cứu mạng cho chồng tôi, bác sư mới dùng buồn phép chi để chờ đứng lưỡi tầm xét của thiên lâu cũng phải. Ấy, cũng biết, buồn ai chỉ nói đừng mà ép quý. Dù nó vô trong này là ăn phép cái đói mà biết chứ. Chứ còn cái gì tiên lương của đàn bà có ăn nhận gì trong cái vụ thiên lâu này đâu. Bà không hiểu. Vì lối tầm phép cái thiên lâu nó rất kỳ cái chân ren. Nên tôi mất hóa bà đấy chứ. Ớt nào ớt chẳng trai. Trai nào trai chẳng hay kiếm chồng. Tôi nói chuyện có đủ mặt như vậy đánh thần làm chứng cho tôi như thầy. Tôi ghen ghê lắm. Tôi ghen chữ lắm nha. Mà tôi đâu có ngán thiên lâu đâu thầy. Nhưng mà ghen là đánh nhập mà phải chết. Hết người thu đó rồi. Sao? Thầy bảo thiên lâu gì ghen à? Đâu, thầy giải nghĩa cho tôi nghe thử coi nào. Nếu bà không ghen á, tôi sẽ chỉ cho bà để bà đi tìm nhập mà khác. Rồi mỗi lúc chăm xét, nhà nhờ người ta giúp đỡ. Không nhà giàu lòng, tất nhiên là thiên lâu liền bỏ đi về. Cần chi muốn kẻ trách vợ nhà ông ơi quý như tôi sẵn lòng thương chồng phát qua lời của ấy chẳng biết đàn bà ai lại nói không ai nhưng cô mẹ của bà năm hai cũng vậy thế đồ nào ấy thành kỳ quả nguy mà bà thái cô đi cũng phá lên thiên lâu nó không khác có khác cô là đi đợi chừng đó mà đang làm cho nó không kịp. Nhưng tôi xin hỏi thầy, thiên lông sao lại bị đàn bà chứ? Thiên cơ bất khả lão, bên ngoài sau mà nó bị y của bà. Chứ làm nghề này tôi cũng muốn có tiền để lo một nao cho vợ con chứ. Nhưng thực nhân tài mà không cứu được nhân tài, đã nhất định tiền ô hộ của cha này. Bà nghĩ quay, ông ấy chết tôi muốn cho nó vô. Dạ, 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 bác sư cứ nhận. Tôi hứa sẽ dân lời, dạ, cứ về nhà tính lại. Máu ghen nước đá ngập chờ để cho nó nguội coi trào lên tim sợ là do cành chim em đau tan hậu thiệt ngoài thân. Ôi, ông bà. Ơi, má gì đó hả? Họ bỏ cho má nó sao? Ông ơi, tôi khổ lắm ông. Khổ sao? Tôi khổ, tôi giận ông, mà tôi không dám trách. Khổ vì ghen mà chẳng được ghen mà đuôi với ông tôi không nở để cho vô. Tôi phải Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phải chứ. Tôi chỉ sợ là sợ cái tấm càng của ông kìa. Ông hay giả dụ xa xưa lắm, rồi tôi biết cái đâu mà tôi thật. Vậy nên tôi thề quá nè. Thôi, đừng có thề nữa. Vì ông đã thề nhiều rồi, tôi không dám tin lời thề. Nhưng lần này nè. Thôi mà, thề mãi. Đi chờ nè, ông hãy hứa chắc với tôi đi. Rồi tôi sẽ đi tìm, ta về đi tìm bây giờ đi nè. Để hả? Nè, tôi hứa chắc lắm. Đi tìm đi. Nè, đi à. Mấy trời sắp chịu mưa, tôi đang không kịp thở gì đó. Lách lách cả hai cái nơi vườn, mà không ai chịu ở đâu mà. Thế là phải má, kèo này giấc hả? Từ hả? Họ nói thà là quét nhà cửa củi, hay là cần nhập bao nhiêu họ cũng chịu đó. Chứ còn biểu họ đóng cái vai trò họ không chủ nhà nữa nha. Là 5,000 là một tháng họ cũng chạy nhập. Không chút chủ nhà. Hay là tôi đành làm cao không chịu chứ? À, hay là ông đi tìm thử với nhau? Được không? Sao lại không được? À, nó được được là tôi đi à? Biết mà, không chịu lắm mà. Giá trời tôi đi buông gặp chậu đi câu gặp chậu hốt hết rồi. Đi nghe má nó. Ủa, em Lan. Đi đâu đây? Sao lâu quá, mình không qua tính gì hết rồi vậy? Thì qua tính nè, bữa nay gặp dịp mai thì có thể rước em về được á. Dịp mai hả mình? Nè, để em nói nhỏ cho em nghe nha, nói... Đó, vậy được. Thì cũng quá, em không chịu đâu. Không sao mà, thương anh nên em rất thương mà. Miễn em đàn bàn thôi, chứ có gì khi cô. Ráng lắm mà. Thôi, cũng được. Em mình lòng à. À, vậy đi với anh nha. Đi. Rồi, tới rồi, đứng đây đi không? Để kêu quá. Má ơi! Má đây mau, kêu được rồi nè. Được rồi mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.